Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 15 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ làm trưởng đoàn dâng hương tại đền Hùng và một số di tích của tỉnh Phú Thọ nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Toàn tỉnh có 98 người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Xã Vân Du phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Ô nhiễm môi trường khu dân cư ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu do chăn nuôi và xả thải. Thưa quý vị và các bạn, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sáng nay ngày 15 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên, cung kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước theo nghi thức truyền thống. Dự lễ dâng hương có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng của tỉnh Hưng Yên năm 2016. Các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Phạm Đình Phú, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 huyện thành phố trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân về dự lễ hội. Hòa trong dòng người là con lạc cháu hồng, trước khi dâng lễ tại điện Kính Thiên, đoàn đại biểu tỉnh ta đã dâng hương tại đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng, nơi thờ công chúa Tiên Dung, người đã kết hôn với chàng trai nghèo Triệu Đồng Tử ở tỉnh Hưng Yên. Đúng 9 giờ sáng, đoàn đại biểu tỉnh ta cùng nhân dân đã trọng thể tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Trong không khí trang nghiêm thành kính tại Kính Thiên lĩnh điện, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Tiến Sĩ cùng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kính cẩn dâng lễ vật, thắp hương tưởng niệm, kính cáo anh linh các vua hùng. Lễ vật tỉnh ta dâng lên các vua hùng gồm một phiên bản chống đồng Động Xá, huyện Kim Động, cùng các đặc sản của Hưng Yên như gà Đông Tảo, mật ong, long nhãn hạt sen, bánh chưng, bánh dày được chế biến từ nếp cái hoa vàng được tuyển chọn từ huyện Yên Mỹ. Trong khí thiêng sông núi, tiếng chống đồng trầm hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đọc bài văn tế khẳng định vị trí ý nghĩa to lớn của khu di tích lịch sử Đền Hùng và ngày Dỗ Tổ Hùng Vương đối với những người con đất Việt, trong đó có nhân dân tỉnh Hưng Yên, kính cáo về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong năm vừa qua, đồng thời kính cẩn và tự hào khi năm nay tỉnh Hưng Yên được góp dỗ dâng sản vật địa phương tưởng nhớ các vua hùng. Trong đó nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên luôn ở top cao của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách năm 2015 đạt hơn 8.000 tỷ đồng, công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, thông tin thể thao, y tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỉnh Hưng Yên đang triển khai chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử Quốc hội và cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện cùng với nhân dân cả nước làm tốt công tác gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị to lớn của khu di tích lịch sử Đền Hùng, để nơi đây thực sự là điểm hội tụ khí thiêng sông núi, hồn thiêng của dân tộc Việt Nam. Đúng 10 giờ sáng, lễ dâng hương của đoàn đại biểu tỉnh ta kết thúc, du khách thập phương tiếp tục đổ về Đền Hùng dự quốc dỗ. Con đường dẫn lên đỉnh Nghĩa Lĩnh đông nghịt với hàng nghìn du khách. Không khí vui tươi, hồ hởi hiện rõ trên từng gương mặt thành kính hướng về Đền Hùng để chờ đón quốc dỗ các vua hùng được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Ở Hưng Yên thì năm nay rất là vinh dự được cùng với Phú Thọ tham gia cái Dỗ Tổ Hùng Vương. Thì có thể nói rằng là với Hưng Yên đấy thì bên cạnh các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, rồi là giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của Hưng Yên tại cái dịp Dỗ Tổ này, thì Hưng Yên còn hiến dâng nhân cái dịp Dỗ Tổ đó thì dâng nhiều cái sản vật của Hưng Yên
đặc biệt là có cái phiên bản chống đồng cách đây khoảng độ cỡ 2.300 năm. Còn công tác tổ chức dỗ tổ đấy thì được chuẩn bị một cách là khá chu đáo, tỉ mỉ. Thế và công tác tổ chức thì trang trọng, thế và khoa học. Thế và thông qua cái dịp dỗ tổ này thì có thể nói rằng là đã tạo ra một cái động lực tinh thần rất lớn, tích cực cho nhân dân Hưng Yên tích cực tham gia cái lao động sản xuất học tập để tiếp tục xây dựng cái quê hương Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Thế là cái để cho cái ngày mai trọng đại thì cái Hưng Yên đã có những hoạt động gì cho đến ngày mai? Ngày mai đó thì theo cái tinh thần của ban tổ chức đó thì các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thế rồi là lãnh đạo ban dân tỉnh, rồi mặt trận tổ quốc, rồi hội đồng nhân dân thì sẽ cùng với cả nước tham gia cái việc đến tham gia cái việc dỗ tổ. Tiếp tục các hoạt động, buổi chiều ngày 15 tháng 4, đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Tiến Sĩ cùng đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng cùng đoàn đại biểu tỉnh ta và đông đảo nhân dân khách thập phương ở mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng thành kính trang nghiêm dâng hương hoa lễ vật vào thượng cung tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn, tri ân công cha nghĩa mẹ, sự trân trọng tiếp nối truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, nguyện đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, toàn bộ bài văn tế do đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Tiến Sĩ đọc tại lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng cùng những hoạt động của tỉnh Hưng Yên trong dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2016 sẽ được chúng tôi tổng hợp phản ánh trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị hiệp thương lần 3 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, hiện đã chốt lại được 98 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 88 người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tất cả đều bảo đảm theo quy định về tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, người ngoài đảng và tái cử. Hiện nay, Ủy ban bầu cử các địa phương đang triển khai hội nghị hiệp thương lần 3 để hoàn thành chốt danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp trước ngày 17 tháng 4 theo luật định. Bên cạnh đó, các địa phương cũng khẩn trương viết và niêm yết danh sách cử tri, đồng thời đa dạng các hình thức tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác bầu cử để cán bộ và người dân nâng cao hơn nữa nhận thức, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 22 tháng 5 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cử tri mong muốn các đại biểu được bầu sẽ làm hết trách nhiệm, tâm huyết của người đại biểu đại diện cho tiếng nói của đông đảo cử tri. Tôi kỳ vọng, thứ nhất, đại biểu Quốc hội được bầu thì phải xứng tầm, đủ chất lượng và dám nói, dám làm, dám chịu nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri cả nước, nhất là về giữ nguyên được cái độc lập, tự do, chủ quyền của đất nước, giữ môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, nhưng phải đảm bảo được cái quyền bất khả xâm phạm của biên giới hải đảo và biển đảo, vùng trời vùng biển của Việt Nam. Việc thứ hai là đại diện cử tri cũng yêu cầu và cũng mong muốn là các vị đại biểu Quốc hội, là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, thì định ra những hoạch định về quyết sách tầm vĩ mô về mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Mong muốn các đại biểu mà ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thì có những cái là sâu sát gần dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, và có trong cái kỳ họp thì mang cái tiếng nói của người dân đến là mạnh dạn phát biểu ý kiến. Có những cái đại biểu mà khóa vừa rồi thì rất ít phát biểu và ngại, những cái đó là nó không thể hiện được cái mà cái ý chí nguyện vọng của nhân dân đến với cái kỳ họp. Mong muốn chúng tôi là trong quá trình mà vận động để ứng cử vào cái đợt tới này là mà các cái đại biểu thể hiện có cái chương trình hành động cụ thể mà cái lời nói và đi đôi với việc làm.
Cái nguyện vọng lớn nhất của tôi là coi là làm sao các đại biểu được bầu vào lần này thì là có một cái tiếng nói thật mạnh mẽ để làm sao là coi đưa thành phố mình là coi thì càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là coi về các tệ nạn xã hội thì là tôi muốn là đẩy lùi những cái tệ nạn xã hội về phòng chống ma túy rồi về mại dâm, về trộm cắp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm và trước thực trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên mở chuyên mục Chống thực phẩm bẩn vì sức khỏe giống nòi. Trong chuyên mục, chúng tôi sẽ đề cập các nguy cơ tác động đến người tiêu dùng khi dùng phải thực phẩm bẩn, cũng như những mô hình trồng rau sạch, sản xuất thực phẩm sạch. Số đầu tiên của chuyên mục Chống thực phẩm bẩn vì sức khỏe giống nòi, chúng tôi xin giới thiệu các khẩu hiệu của tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm, rau thịt không an toàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thực phẩm không an toàn. Gia cầm sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng. Vì sức khỏe người tiêu dùng, hãy đảm bảo thời gian cách ly sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất kháng sinh ngoài danh mục chất cấm trong chăn nuôi. Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép trong sản xuất chế biến thực phẩm. Sử dụng rau thịt mất vệ sinh không an toàn là tự tìm đến bệnh tật. Lựa chọn rau thịt sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn ngon, an toàn sức khỏe. Chủ động phát hiện hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và báo cho cơ quan chức năng gần nhất. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều người dân ở thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu phải chịu cảnh ô nhiễm chất thải của hộ dân lấn chiếm và nước thải tại trại nuôi lợn được xây dựng ngay trong khu dân cư. Tình trạng ô nhiễm không khí tại đây đã diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Con sông điều hòa môi trường sống cho khu dân cư này có hàng trăm năm nay, nhưng hiện nay đã được xã cho thuê thầu để thả cá, ngâm che luồng nên tình trạng ô nhiễm diễn ra trong nhiều năm qua. Hơn 1.000 nhân khẩu sống trong khu dân cư thuộc thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân đang phải chịu cảnh cùng cực vì môi trường ô nhiễm nặng. Rác, chất thải chăn nuôi, hệ thống nước thải công trình phụ lấn chiếm đều đổ ra sông. Theo các hộ dân cho biết, gia đình một cán bộ y tế xã và một số hộ chăn nuôi thường xuyên có nước chất thải đổ ra sông gây nên mùi hôi thối cả khu dân cư. Chúng tôi sống ở đây đã lâu rồi. Môi trường sống ở đây thì nói chung là trước đây thì rất sạch sẽ trong lành. Cái khu ao này là thậm chí các cháu còn ra bơi tắm. Thế nhưng khoảng độ gần chục năm nay là không ai dám đụng, thậm chí là có thể nếu mà đột xuất mà mình có thể lội xuống là có khi lên là bị ngứa hết người rồi. Thế mà bơi không may mà ví dụ như xuống lấy cái gì mà nước bắn vào mắt cái lên là gần như là bị phải đi viện. Cái nguyên nhân của nó thì toàn bộ ở đây là do tất cả thuộc về cái môi trường chăn nuôi thải ra nhiều. Đấy, cái thải ra, cái lượng thải ra quá lớn. Các hộ dân sống gần trại nuôi lợn cho biết tại thôn có khoảng gần 100 hộ chăn nuôi. Buổi sáng và buổi chiều, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Khu vực này có một số trẻ nhỏ mắc bệnh viêm mũi dị ứng do hít phải không khí ô nhiễm. Do vậy, người dân trong xóm đề nghị các hộ chăn nuôi khắc phục nhưng không được thực hiện. Sau đó họ đã phản ánh lên chính quyền xã nhưng không được giải quyết. Rất mong Ủy ban Nhân dân huyện sớm có biện pháp khắc phục để nhân dân được sống trong môi trường trong lành.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là xã còn nhiều khó khăn, song do có sự tin tưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy, nên xã Vân Du đã được huyện Ân Thi chọn làm điểm thực hiện dồn thửa đổi ruộng và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với lòng tự trọng, cách làm bài bản, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận. Vì thế mà sau hơn một năm, Đảng bộ và Nhân dân xã Vân Du đã hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng và sau gần 5 năm, xã đã về đích xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết, ngay sau khi được chọn làm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã khẩn trương họp bàn để chọn cách làm và xây dựng quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì cả hai nhiệm vụ đều là mới và được bổ sung là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2010-2015. Trong khi đó, ở các thôn, các chi bộ còn không ít ý kiến của cán bộ đảng viên cho rằng dân xã còn nghèo, nhiều khó khăn, hết nhiệm kỳ khó có thể thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Song với quyết tâm cao, với cách làm bài bản sáng tạo, đặc biệt là do xã đã làm tốt công tác dân vận và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Vì thế, sau gần 5 năm, Vân Du đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra với chất lượng tốt. 2011, Đảng bộ và Nhân dân Vân Du, chúng tôi nhận được hai cái làm điểm mà huyện ủy, ủy ban nhân huyện giao cho Vân Du phải làm. Đó là một là xây dựng nông thôn mới, hai là làm điểm dồn đổi thửa. Thì Đảng ủy chúng tôi xác định cái bước đầu tiên là công tác tuyên truyền vận động. Làm thế nào để tất cả mọi cán bộ đảng viên trong đảng bộ và mọi người dân phải hiểu được. Tôi nói thì về xây dựng nông thôn mới thì phải dân phải nắm được, đã cán bộ đảng phải nắm được là nông thôn mới là gì, ai là người thực hiện và ai là người được hưởng lợi về cái xây dựng nông thôn mới này. Về dồn đổi thửa thì chúng tôi xác định là manh mún thì nó có những cái vất vả, có những khó khăn như thế nào, và nếu ruộng rộng thì nó có những cái ưu điểm gì. Để từ đó thì chúng tôi phân công các đồng chí thường vụ trước hết là phải về từng chi bộ để sinh hoạt, để quán triệt cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dồn đổi thửa để cho đảng viên trong chi bộ thông. Đồng thời là đồng chí bí thư, tức là tôi, là trực tiếp phải về sinh hoạt với ban chấp hành các đoàn thể cũng để quán triệt cái này. Thì chúng tôi tổng kết lại công tác dồn đổi thửa, cái tỷ lệ một thửa chiếm khoảng độ gần 60%, còn lại là hai thửa. Vân Du hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là do Đảng bộ và Nhân dân địa phương đã đoàn kết chung sức đồng lòng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động được nhiều nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đặng Quang Hà được cán bộ và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy, trước tiên là Bí thư của Đảng bộ, sau là trưởng ban công tác dân vận của xã, đồng chí luôn thể hiện hết vai trò của mình, luôn tận tụy đến công việc của xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới trong xã thì có một thôn Du Mỹ chẳng hạn, có một xóm này có diện tích đường lúc đầu là chỉ 2,5 mét. Thế nhưng mà sau đó đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng với ban dân vận đến động viên gia đình, cùng với hệ thống chính trị của xã động viên thì gia đình đã tự nguyện bỏ ra 1 mét thì cái đường làng ngõ xóm nó thành khoảng trên 3 mét để làm cái nối đi cho bà con. Cái thứ hai nữa là cái chương trình dồn thửa đổi ruộng theo cái chỉ thị 21 của thôn Câu Trai. Lúc đầu là cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà do cái công tác dân vận đồng chí đã tuyên truyền vận động thì bà con cũng đã rất tin tưởng, và từ đó là chúng tôi đã hoàn thành được cái chương trình xây dựng nông thôn mới và cái công tác dồn thửa đổi ruộng theo cái chỉ thị 21. Lúc đầu ví dụ như dồn ô đổi thửa thì cũng phải gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì với cái sự phản ứng của người dân, người ta chưa hiểu là như thế nào. Thế nhưng mà với sự lãnh đạo của ban lãnh đạo cũng như là của đồng chí bí thư thì dần dần là tất cả những việc đấy đã được người dân hiểu dần và ủng hộ dần, và từ những lúc rất là khó khăn thì trở thành nó thuận lợi dần. Rồi là kể cả việc làm đường nông thôn này, đường bê tông này, thì có những chỗ nó không đủ tiêu chuẩn về chiều rộng đấy, về đường thì cũng vận động cho người dân gọi là tự nguyện hiến đất của mình ấy, cho để đảm bảo được cái con đường, tức là người ta hiểu được là con đường đấy làm được thì người dân rất là có lợi. Nói chung là về cơ bản về công tác dân vận đối với cả xã Vân Du là với cảm quan của cá nhân tôi là tôi thấy rất là tốt. Sau gần 5 năm được chọn làm điểm thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng dồn thừa đổi ruộng và xây dựng nông thôn mới, giờ đây
nhiều khu dân cư ở Vân Du chẳng khác nào phố trong làng. Bộ mặt làng xóm thôn quê đã thực sự thay ra đổi thịt. Lợi ích từ việc dồn thừa đổi ruộng, lợi ích từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự đến với mọi người, mọi nhà. Kết quả ấy đang tạo ra tiền đề để Đảng bộ và nhân dân Vân Du vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật cho hơn 90 cán bộ Hội Nông dân cơ sở ở 10 huyện thành phố. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của 5 bộ luật là Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các học viên được tuyên truyền một số vấn đề cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức cho hội viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai công tác tiếp công dân, đơn thư khiếu nại tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thi Giáo viên Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016. Tham dự hội thi có 20 thí sinh là các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc làm công tác tổng phụ trách đội được lựa chọn từ 10 huyện và thành phố trong tỉnh. Thông qua vòng thi cấp huyện thành phố, các thí sinh phải trải qua 4 nội dung: báo cáo sáng kiến kinh nghiệm và lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi, một bài thi đánh giá sự hiểu biết về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác đội và thi năng khiếu tổng phụ trách đội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho thí sinh Đỗ Thị Khánh Ly, trường tiểu học Đình Dù và Ngô Thị Nga, trường trung học cơ sở Đình Dù, huyện Văn Lâm. Chiều qua 14 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã tổ chức khai hội truyền thống Đình Làng Lương Xá. Lễ hội truyền thống Đình Làng Lương Xá được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng làng là Đức Quy Trân Đại Vương, người đã có công khai xóm, lập làng, phát triển sản xuất của làng Lương Xá. Ông đã có công lớn, phò tá vua Lý Nam Đế đánh tan quân xâm lược phương Bắc và được phong làm Thái Bảo Đại Tướng Quân. Khi ông mất, người dân xây dựng phần mộ trong cung cấm của đình làng để thờ cúng. Với những giá trị về lịch sử và kiến trúc, năm 2005, đình làng Lương Xá đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Bên cạnh những nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn như hát quan họ, dưới thuyền, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức giao lưu bóng đá với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động nói trên đã thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương về tham dự. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai, thứ Bảy ngày 16 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng phản ánh về lễ giỗ tổ Đền Hùng và hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.